Chào cả nhà. Hôm nay Mai live stream chia sẻ với cả nhà một chút về cái không gian mà Mai thường làm việc. Chắc nói vậy thì cả nhà cũng đoán Mai đang ở đâu phải không ạ? Ten. Yeah, Vivi Bote, Vivi Thanh Mai. Thỉnh thoảng thì Mai cũng đi khắp các cơ sở để tham quan cũng như là xem xét mọi thứ có cần hỗ trợ gì không, cũng như là gặp gỡ các khách hàng để tìm hiểu xem cái nhu cầu của khách hàng cũng như là có dịp được trò chuyện với các chị nhiều hơn. Từ những cái đầu xây dựng thì Mai cũng muốn làm sao hướng đến thuận lợi nhất cho khách hàng, nên những cái vị trí thì đều là những vị trí tốt này, trung tâm này, những chỗ để xe thuận tiện, vì Mai cũng luôn luôn đặt mình ở khách hàng xem cái nào là lợi nhất để mình có thể mình cố gắng là hoàn thiện. Thì BB cũng vậy, tọa lạc ở những cái nơi trung tâm rất là tốt và những cái cơ sở của BB. Và hôm nay đó cả nhà biết không, Mai sẽ được làm MC cho cơ sở của chính mình luôn. Hiện tại chị Mai có tiện, tại vì có một khách hàng rất là vui quá thì chứ. Yeah. Ok, được mình gặp. Cả nhà sẽ cùng với Mai để gặp gỡ khách hàng tại BB nhé. Phải nói là rất là tự hào cũng giống như chị Quyên. Như bên Mai đó cũng có những khách hàng mà đến làm thấy hiệu quả rồi, nên lại đưa chị đến, em đến, rồi mẹ đến, có lúc 3-4 chị em cùng làm một chỗ luôn. Phải nói là rất là vui luôn. Bởi vì thực sự là khi mà điều trị khách hàng, có một khách hàng quý rồi, nhưng mà cái quý hơn nữa là cái sự hài lòng, sự trẻ đẹp của khách hàng hài lòng lẫn thêm bạn bè thân đến. Đúng rồi, giống như Quyên bây giờ thì tại bây giờ là Quyên kinh nghiệm các cái công nghệ bên mình luôn. Mà Quyên rất là hài lòng về là bác sĩ nè với đội ngũ nhân viên. Thì lúc nào Quyên lợi cũng được bác sĩ tư vấn tận tình, rồi các bạn nhân viên nó nhiệt tình mà các bạn thấy thân thiện lắm. Mà Mai biết công việc của Quyên rất là bận, cứ mấy bạn cứ phải nhắc lịch, cứ gần tới ngày á là mấy bạn điện thoại nhắc Quyên ơi tới lịch lại làm đẹp nha. Rồi tới thế chứ không thôi là Quyên quên mất lịch luôn đó. Đúng rồi, chứ Quyên biết sao, nó giống như là mình ăn uống điều trị nó cũng vậy, nên nó cũng phải có cái giờ giấc của nó thì nó mới hiệu quả tối ưu. Chứ nó đang ví dụ như chị Nám mà chị đang có một liệu trình rất là tốt rồi mà mình hoặc là trẻ hóa, đặc biệt là chúng mình có trẻ hóa collagen elastin đang tăng sinh rồi, đồng thời muốn cứ tiếp tục làm da được sáng hơn, mướt hơn nữa thì chúng ta phải có cái liệu trình và tuân thủ thì nó sẽ hiệu quả tối đa. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai, với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.